Ok, Ohayou gozaimasu và chào mừng tất cả mọi người lại quay trở về với cái kênh nhỏ của tôi ngày hôm nay. Và đến hẹn lại lên thì ngày hôm nay tôi sẽ review chi tiết với các bạn quyển tiểu thuyết thứ hai của Thanh Gươm Diệt Quỷ, Thanh Gươm Diệt Quỷ Cảnh Bướm Khuyết. Và ok, chúng ta hãy bắt đầu nhé. Chấp bút cho đầu tiểu thuyết này lại là Aya Yajima, giống như hồi quyển số 1, và cũng chính tác giả của đầu truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ, đó chính là tác giả Koyoharu Gotoge, cũng tham gia vào phần minh họa của đầu tiểu thuyết này. Phiên bản tiểu thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ lần này được phiên dịch bởi Blahira. Phần OB được đính kèm. Ở bên này đây chính là phần bìa của quyển tiểu thuyết đầu tiên Thanh Gươm Diệt Quỷ Đấu Hòa Hạnh Phúc. Tôi cũng từng review quyển này rồi, các bạn có thể xem ở chữ Y bên trên ha. Phía bên còn lại chính là phần hình của tập số 22 truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ. Tôi cũng có review quyển này rồi, các bạn cũng xem lại ở chữ Y luôn ha. Phần bìa rồi. Ở phần tay cặp bên phải chúng ta sẽ có một số đôi lời của chính tác giả Koyoharu Gotoge. Bên còn lại là đôi lời của Aya Yajima, người đã chấp bút cho phiên bản tiểu thuyết lần này. Và vẫn như quyển số 1 trước đó thì ở phần bìa trước của quyển số 2 lần này vẫn sẽ là bốn nhân vật cực kỳ là quen thuộc luôn, như là Tanjiro nè, Nezuko, Zenitsu và Inosuke. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một số lời về nội dung của đầu tiểu thuyết này. Còn đây là phần bìa bên trong của quyển tiểu thuyết thì nó cũng giống như phần bìa rồi thôi, khác ở chỗ là tông màu của nó là một tông màu đơn sắc tím. Và mặt sau thì nó vẫn giống cấu trúc của phiên bản manga ha. Ở chính giữa này chúng ta sẽ có một số chi tiết của hoa tử đằng cũng như là hình con bướm, một hình ảnh cực kỳ là quen thuộc gắn liền với ai chắc các bạn cũng đã biết rồi. Vẫn giống hình quyển số 1 luôn thì ở trong quyển số 2 lần này chúng ta vẫn sẽ được tặng kèm thêm một tấm mini poster hai mặt. Và phần hình ảnh màu bên này thì giống hình như phần bìa rồi của tiểu thuyết luôn ha, chỉ khác ở phần nền thôi. Và ở phần rìa của tấm mini poster này chúng ta sẽ có tên của đầu tiểu thuyết này được viết theo phong chữ thư pháp Thanh Gươm Diệt Quỷ Cảnh Bướm Khuyết. Và nếu các bạn để ý kỹ, các bạn sẽ thấy cái phông chữ này được sử dụng hiệu ứng chuyển màu từ màu đen sang màu tím. Ngoài ra thì phần nền màu hồng phía sau chữ cũng hết sức là ấn tượng với những chi tiết cách điệu này nọ, rất là hay luôn ấy. Ở phía dưới cùng của chữ thì chúng ta sẽ có hình của một con bướm được vẽ cách điệu hết sức là ấn tượng luôn. Và ở bên còn lại của tấm poster thì chúng ta sẽ có hình của ba người. Đầu tiên là viêm trụ Rengoku, ở giữa chính là Shinobu và ở phần bên tay phải chính là thủy trụ Tomioka Giyu. Đây, cho các bạn xem cận cảnh hơn ha. Giống hệt quyển số 1 thì ở quyển số 2 này chúng ta vẫn sẽ được tặng kèm thêm Rockley với phần hình ảnh y hệt như là phần bìa của quyển tiểu thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ Cánh Bướm Khuyết luôn ấy. Đây, cho các bạn xem cận cảnh hơn ha. Và ở mặt phía sau thì nó trắng bóc các bạn. Cho các bạn nào chưa biết á, thì series tiểu thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ này sẽ tổng hợp những cái câu chuyện bên lề không hề có trong manga Thanh Gươm Diệt Quỷ luôn đó. Tôi khuyên những bạn nào đang theo dõi anime cũng như là đọc chưa gần hết đầu truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ này á, đừng nên mua quyển này nha, để tránh bị tiết lộ những tình tiết mới. À, mà ngoài ra thì các bạn cũng tắt video này để chuyển sang xem video khác của tôi nha. Còn về nội dung á, thì quyển tiểu thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ kỳ này sẽ được chia ra làm 6 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất Cánh Bướm Khuyết thì ở câu chuyện này sẽ kể về hai chị em Kocho lúc còn nhỏ, sau thời điểm mà cha mẹ của hai chị em bị quỷ sát hại. Tiếp sau đó là quá trình hai chị em Kocho phải thỉnh cầu nhằm chủ Giyume cho phép được gia nhập vào đội diệt quỷ. Câu chuyện thứ hai Sự Thật Về Suối Nước Nóng thì câu chuyện này sẽ kể về quá trình mà Zenitsu và Inosuke luyện tập trong buổi tập huấn các trụ cột của âm trụ Uzui Tengen. Và vào thời điểm diễn ra sự kiện này thì Tanjiro vẫn còn đang dưỡng thương sau trận chiến với thượng huyền tứ Hantengu. Và tôi để ý từ quyển tiểu thuyết đầu tiên rồi, hễ câu chuyện nào mà có ông Zenitsu này làm nhân vật chủ đạo á thì câu chuyện đó đều hài hước cả. Và câu chuyện thứ hai này cũng vậy, đây là cái câu chuyện hài hước nhất trong quyển tiểu thuyết lần này luôn ấy. Câu chuyện thứ ba Bí Mật Của Kanroji Mitsuri thì nội dung của câu chuyện này sẽ kể về nỗi phiền lòng của chính luyến trụ Mitsuri về mục đích tham gia đội diệt quỷ. Câu chuyện thứ tư Sau Khi Tỉnh Giấc thì câu chuyện này sẽ nói về mong muốn làm lành với anh trai của Genja, cụ thể thì anh trai của Genja chính là phong trụ Sanemi đó. Tiếp đó là câu chuyện thứ năm Thân Gửi Người Lãng Quên Nụ Cười thì nội dung của câu chuyện này sẽ kể về quá trình mà các trụ cột phải chọc cười thủy trụ Tomioka Giyu theo mong muốn của chúa công Oyakata-sama. Và vào thời điểm diễn ra sự kiện này thì viêm trụ Rengoku vẫn còn sống nha các bạn. Cuối cùng là câu chuyện số 6 Câu Chuyện Học Viện Diệt Quỷ cấp 2 và cấp 3 Paradise Lost thì nội dung câu chuyện này cũng khá là đơn giản thôi. Nó sẽ kể về việc ban tổ chức sự kiện văn hóa đứng đầu bởi Shinobu phải tìm cách ngăn chặn ban nhạc của Tanjiro biểu diễn trong lễ hội âm thanh diệt quỷ. Bật mí cho các bạn biết một chút là ở trong chuyện thứ 6 này đã có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho thầy giáo thể dục Tomioka Giyu vốn lạnh lùng hơn băng giá cũng phải rớt nước mắt. Cụ thể là sao thì các bạn hãy đọc phiên bản tiểu thuyết này nhé. Ok, cho các bạn xem qua một vài hình ảnh minh họa ha, như đây, đây và đây. Đánh giá cá nhân của tôi á thì quyển này đọc hay lắm á các bạn, giống hệt như quyển số 1 trước đó luôn. Phiên dịch rất là dễ hiểu luôn á, đọc rất là nhanh,
cụ thể thì quyển này tôi đọc chưa tới 1 tuần nữa đã xong rồi. Ngoài ra thì khi đọc phiên bản tiểu thuyết của Thanh Gươm Diệt Quỷ á, các bạn sẽ có thể hiểu hơn về cảm xúc của những nhân vật ở trong đầu truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ, đồng thời biết thêm nhiều điều mới mẻ và hay ho mà dường như phiên bản manga trước đó vẫn chưa thể nào thể hiện hết được. Một khi mà các bạn đã sưu tầm phiên bản truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ thì chắc chắn với các bạn luôn là các bạn sẽ không thể nào bỏ qua phiên bản tiểu thuyết của Thanh Gươm Diệt Quỷ này rồi. Ok, và đó là tất cả những gì có trong video clip kỳ này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kỳ tới của tôi. Bye bye.